Ba con là có đẩy anh bị tật đi bán vé số, còn con với mẹ là mỗi tối là phải đi bán kẹo kéo. Vượt qua những bất hạnh. Một đêm con hát 20 bài, con hát đỡ phục vụ khán giả. Mặc dù việc đó rất là vất vả, nhưng mình được hát mình cũng thích đúng không con? Dạ thích. Và ấp ủ ước mơ thay đổi số phận. Mà điều ước to lớn nhất của con đó là con đi hát có tiền mua cho ba mẹ căn nhà nhỏ để cho ba mẹ và gia đình con ở. Điều con muốn nói với sự lạc quan và khát khao theo đuổi nghệ thuật của bé Đức Danh được phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy, ngày 3 tháng 4 năm 2021 trên kênh VTV9.